Ồ, đây thành phố cổ đây bà con. Thành phố cổ đây nè. Đây thành phố của Chúa Giêsu nè. Coi như đó, coi như mất bao nhiêu thời gian đó. Từ tàn phá bởi chiến tranh rồi nước này nước kia giành nha. Rồi coi như hiện tại mình chỉ còn một số những đồ còn lại bà con ha. Đó, đây nè. Đây cái tòa nhà này, tòa nhà có gì đây? Hồi xưa người ta làm vậy, nâng cái cục gạch, cục đá lên nó khủng khiếp thế đó. Mà làm cách nào người ta nâng? Okay, thành phố cổ nó còn là sót lại đấy bà con, nó còn sót lại. Thì còn hồi xưa người ta làm như vậy, tại vì tàn phá của chiến tranh rồi của thời gian, mà chiến tranh thì phá tàn phá nhiều hơn. Cây đám này là cái đá trắng này ha, còn cái đá đen, đá xanh đen này, người ta làm giờ cũng tàn phá hết. Giờ còn cái vết tích còn lại. Đây thành phố của Chúa Giêsu. Đây ngày xưa người ta chạm trổ cũng hay quá chừng đi nha. Hồi xưa người ta không có máy móc gì hết, mà người ta đục đẽo như thế này được cái đi 2000 mấy trăm năm đây, thế kỷ đầu tiên đó bà con, thế kỷ đầu tiên, coi như cái này trước thế kỷ đầu tiên nữa. Đây, okay. Đó, pin của mình cũng gần hết rồi, để chắc mình phải ngưng máy lại, cái bây giờ mình là đắp cái bộ pin mới vô này. Để nó sạc vô. Ok. Vậy bà con thấy cái thành phố cổ xưa cái đi hơn 2000 năm. Và thời thế kỷ thứ nhất, mà trước khi thứ nhất nữa. Và bây giờ nó chỉ còn có lại như vậy thôi. Nhưng vậy nó cũng tốt quá chừng, tại nó bằng đá không á. Bằng đá không thể coi như nó có thể tồn tại với thời gian được nhiều. Còn nếu bằng gỗ thì vừa cháy nè, cháy rồi gỗ bị mục này kia nữa. Nhưng mà thành phố này sẽ bằng đá đó, cho nên có thể giữ lại được lâu dài. Rất là quan trọng trong đời sống tôn giáo của mình.